Rồi xin chào anh em nhé. Hôm nay lên combo một khoan một vít giá sale cho anh em. Bộ này thì hiện tại em bán cho anh em chỉ có giá 5 triệu rưỡi thôi nha anh em. Full combo hai máy hai pin một sạc anh em sử dụng công trình. Đối với con vít thì anh em sử dụng với pin 2A, còn con khoan anh em sử dụng với pin 5A, sử dụng cả ngày. Vít 2A để anh em leo cao nhẹ, anh em bắn tôn bắn vít cầm nhẹ tay. Bộ combo này thì anh em đi full công trình được rồi nha anh em. Khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ, bắt vít, bắn tôn. Làm đầy đủ công việc. Hàng chính hãng, bảo hành 3 năm, thân máy, 1 năm pin sạc. Giá tốt, chỉ có 5 triệu 500 ngàn, anh em có thể tham khảo nhé. Mã khoan là DCD709, mã vít là DCF850. Khoan là đầu kẹp kim loại. Vít theo chuẩn ASEAN sử dụng hai đầu và có 3 cấp chỉnh lực cho anh em. Anh em quan tâm đến combo này có thể tham khảo nhé. Rồi, cảm ơn anh em. 5 triệu 500 ngàn cho combo hai máy hai pin một sạc. Động cơ không than, hàng cực khỏe.